thì hôm qua là bà Quỳnh Như với lại bà Quỳnh Trang hẹn bà Vi Yến đi ra để lấy tiền rồi lấy đồ á, mà bà Vi Yến muốn gặp bà Cẩm Tú mà Quỳnh Như với lại Quỳnh Trang không cho gặp á. Sáng ra thì như kiểu là hôm qua tới giờ là bà không có ăn cái gì hết trơn á, với lại là bà khóc nhiều, khóc mà hai cái con mắt của bà nó sưng lên mà đỏ luôn á. Lúc mà chị Tú đi á thì chị Tú có ở nhà có mua thuốc với lại mì gói để dự trữ cho mình với lại bà Vi Yến. Ở nhà thì còn có một mình với lại bà Viến nè, còn về phần của chị Tiền với lại chị Tú á, thì chị Tú đi như kiểu là đi về nhà thăm nhà, còn chị Tiền là đi lên thành phố Cần Thơ như kiểu là có công việc gì á. Bây giờ là mình đi lên chở, mình kêu bà Viến xuống ăn với lại uống thuốc mấy hôm ngày gì bà không ăn hay uống gì hết trơn á, chắc không ăn cũng chắc chết luôn á. Hoài khóc mà mắt sưng hết trơn nè, xuống ăn miếng đi. Em ăn đi chị, trời không nổi nữa. Em dùng mì cho chị rồi, ăn xong uống thuốc cho đi chợ, môi mai mốt bị bệnh nặng hơn nữa không sao. Đi nghe lời em, đi xuống ăn miếng thôi, đi ăn đi, ăn rồi gán uống thuốc cho mau hết bệnh. Có công chị Tiền vậy em không biết nữa sao, má nó phải đi công chuyện trong nhà vậy, nó không có ở nhà luôn á. Gán ăn vô đi, nó có tự đi. Còn đây đây chuẩn bị cho họ xuống đây làm cho. Dù chị nó cũng là bồ của chị mà. Bồ của chị mà chị thấy bà nói xử với bên chị sao mà giờ chị nói là bồ của chị? Hôm qua còn giật tiền rồi đánh chị gì đó. Nó đưa chị Cẩm Tú mà cái gì cũng Cẩm Tú hết á. Nhắc tới Cẩm Tú là mắt sáng như cái gì vậy đó. Chị nghe nó bệnh nữa, chị cũng muốn đưa tiền cho nó thôi. Chắc bệnh là lúc đó là lộ quá, chị muốn chết luôn đó chị bệnh. Chị không nói gì nữa, em ăn với chị đi, chị ăn đi. Rồi em lấy thuốc cho chị uống đi, chị mau hết bệnh, nó mất công như tiền vậy, em không biết không nói với chị tiền sao nữa. Nó làm gì kệ, nó không có liên giờ là không có liên quan tới mình nữa, không có sống trong nhà, nó không có liên quan tới mình. Khỏi quan tâm cho nó mà nó sống chết thì là quyền của nó. Đầu chị Tiền, chị Tiền với chị Tú cũng tin tưởng cho vô làm, bây giờ cái chuyện gì rồi lo Cẩm Tú theo. Cẩm Tú bị nó bỏ mù rồi, bỏ mù quá mà về tới nhà cái lồ quậy mà chết mẹ hay gì á. Nó mà nói mà về tới nhà chị Tiền có nhà nó mà về gì chứ, bả nắm đầu của quết đúng rồi, quết còn gì nữa, ăn em lấy tối cho ăn cho hết rồi còn nó mắc bệnh rồi trời mệt ghê. Thank you.
Chị ăn cho hết đi. Ăn lấy hoa và đưa đi chờ mẹ. Qua có sao không? Mới thấy chị nghe con đó là gì đó. Thôi đây chờ em xíu rồi. Má là gì vậy? Tao bắt chị về cho con của nó. Giây phút nhớ thời tránh duyên.
duyên trời đã khiến ta xa rời. Ủa? Sao mày nhìn thẳng em nó kìa, nó giòn kìa. Mẹ tại sao nó về? Dạ
Tao nói chỉ là chị em thôi nha, mày đừng quá đáng mày nói gì với tao nha. Bước xuống khỏi bàn tay giới thiệu cho. Cái gì mà nó cắn theo rồi cái ổng kìa ổng nhìn quá cho nha bà vẫn tiếp đi cả. Ôi trời ơi đây đi nhận tiếp cho.
mắt đưa về.